giết nhau chẳng cứu lưu cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu. Đọc chưa khổ lắm, giống như cung quán ngâm thuốc nó là đêm năm canh lần nương chết quế. Ví dụ cái cung quế, cung quế ở triều đình xưa đó thì các vị nghĩ ta làm cung quế là cái cây và cái dầu, cái thông, cái chắc chắn vậy đó, mà cái tình người cung nữ này đau khổ mà gọi là lần từng bước, nhưng mà lần từng bước quế nó đau khổ mà trải hết kiểu đêm năm canh mà lần nương chết quế đi chứ không nổi. Mà cung nữ thì có người nào mà bệnh tật, có người nào mà xấu xí thì kêu là cung nữ đâu. Nhưng mà vì cái tâm trạng cho nên đêm năm canh không ăn không ngủ được, đau khổ lần lên kết quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết ai, mới giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Cho nên mấy cái quân đệ tu hành với nhau, cái điều mà mình hạnh phúc nhất là mình nói ra được. Ở chung chùa cũng vậy, mà ở ngoài đời cũng vậy, gọi là cái hạnh phúc nhất mà mình nói ra được. Ví dụ tình chị em, và tình mẹ con, hay là tình chú bác cô dì, thì trong một cái gia đình, nói chung là trong một cái hoàn cảnh xã hội rộng ra, mà mình nói ra được, mà nói ra được cái nỗi lòng của mình đó, thì mình coi như mình giống như mình trút gánh nặng 100.000 cân vậy. Và ai sao mà cơ lúc đó biết. Tôi thường nói là sao thì cứ đi vô thì phải dài cái cửa. Cụ muốn nghe đạo lên nghe. Bỏ cụ lên ra. Cho nên các vị nên nhớ, ở ngoài đời cũng vậy, mà đời là một cái mặt xã hội rộng, mà gia đình là một cái xã hội xu hẹp. Nó chỉ thể nhất là mình không nói lên được, thành ra mình bất hòa, mình bất hạnh, mình bất an, mình không có hạnh phúc, bởi vì mình không nói lên được. Con cái không tâm sự được với cha mẹ, cha mẹ không khuyên lơ được con cái, khổ đau dữ dằn. Nó mà hai cái thế hệ con cái với cha mẹ thôi, mà nó mâu thuẫn nhau khi cả đời. Tại sao con cái nó làm lỗi với ai đó? Ra ngoài xã hội gặp bạn bè, gặp người lớn hơn, anh chị, gặp của chú bác, mình có sai mình xin lỗi được, mà tại sao con cái xin lỗi cha mẹ không được? Vì do là không nói ra được cái lúc ban đầu, mà rồi cũng cái cách dạy con dạy cái thì sao đó, mà để con cái nó không dám nói lên được lúc ban đầu, mà cái người đàn ông mình đó, một cái thời gian dài với cái truyền thống là nho gia lễ giáo đó, nó làm chết không biết bao nhiêu đứa con, là khổ đau không biết bao nhiêu cha mẹ. Và tại vì lý do là cái gia phong lễ giáo, theo lẽ cái gia phong lễ giáo của người đưa ra là để già nhằm giáo dục cái đạo đức cho con người. Nhưng mà vô tình đó, nó có cái mặt thiệt hại ngấm ngầm ở bên trong, nó làm cho con người khổ đau cùng cực. Ví dụ như ngày xưa các vị thấy mà, gọi là cái tư tưởng một xuất gia tùng phu, cái này nó lợi lạc được có một phần, mà đem lại sự khổ đau không biết bao nhiêu phần còn lại. Bởi quan niệm là con gái là phải lớn lên là phải theo chồng, gọi là nữ đại bất giá như tư duy mẫm thủ, nam đại bất khôn như liệt nữ của như liệt
Nam Đại Bắc Hầu như Liệt Mã Vô Cương, mà nữ đại bất giá như Tư Diêm Ổng Thủ, có nghĩa là người con gái lớn mà không có xuất giá thì giống như hổ móc cho đầu vàng, người con trai mà không có kết hôn thì giống như là con dê trên núi, gọi là Tư Diêm Ổng Thủ. Dê mà dê trên núi nó trứng, cái quan niệm như vậy, cho nên lớn lên là hệ phận gái là 12 bến nước trong nhà đục chịu, và phải cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, rồi phải xuất giá, là xuất giá là phải theo chồng, mà gọi là phu xuất phụ tùy, nghĩa là chồng quỳ, chồng gọi là phải quỳ với dân với dạ. Nên nó làm ta nó không biết bao nhiêu cuộc đời của người con gái. Mới là nói gì mặc gì xuất giá thôi, giờ chỉ là còn ràng buộc. Bây giờ có chồng là phải sống chết bên chồng, chứ không được đem cái việc nhà chồng về kể cho cha mẹ coi nhà ở đó. Thậm chí như những cái chuyện đưa ra như là lâm sinh sinh hương, rồi Phật giáo mình cũng qua ông sự kính, nhưng hoàn toàn là cả gì có chết bên chồng cũng được trở về cha mẹ. Cho nên cái sò phong kiến nó làm không biết bao nhiêu con người đưa ra cái những cái khuôn phép mà làm cho nó khổ đau trước khổ đau trên này. Còn riêng đạo Phật thì đặc biệt càng đưa ra cái chân lý bao nhiêu thì làm cho con người nó vượt thoát, nó cởi mở, rồi là giải thoát bấy nhiêu, có an lạc bấy nhiêu, có hạnh phúc bấy nhiêu. Vì vậy mà chúng ta có thể đọc Phật. Cho nên tôi thường nói hoài, nói câu bằng những tinh thần ngã mạn đó. Nếu như tôi không nhận ra đạo Phật là chân lý, tôi không học được cái chân lý, tôi không thấy chân lý để mà tôi có an lạc, thì tôi bỏ đạo Phật từ lâu rồi. Mai cho tôi là tôi nhận ra được cái chân lý, cho nên tôi thấy rằng mình học Phật tới đâu, giờ mình thực hành được tới đâu thì có an lạc, có giải thoát, có niết bàn, có bồ đề tới đó. Mai cái chỗ đó đó. Và tôi suy nghĩ rằng không biết rằng đây có phải là dụng ý của cái người khai sáng đạo Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni hay không. Nếu mà đã có dụng ý thì Phật tu hành không hề có dụng ý, mà nếu nó không dụng ý thì không phải Đức Phật một con người đạt tới trình độ giải thoát giác ngộ như vậy mà ngày ngày không nghĩ tới cái xa rộng hay sao. Mọi ngày thường nó nhắc cái hiện tại, cho nên thôi mình không luận bàn cái việc đó. Nhưng mà thật chất thì nếu nó tác ý dụng ý thì Ngài không dụng ý, nhưng mà vì cái giáo lý của Ngài khai sáng ra, Ngài phát minh ra, nó là chân lý, cho nên không cần dụng ý, mà ngàn đời nó vẫn là chân lý. Dầu đạo Phật ngày mai, ngày mốt, ngày kia các vị có thấy là mấy thầy tệ lậu cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nếu các vị là còn tu hành, còn giữ được cái phẩm chất từ bi, thậm chí ví dụ chúng ta còn biết ăn chay, chúng ta còn biết lễ Phật, chúng ta còn biết cung kính Đức Phật, thì đạo Phật vẫn còn. Người nào bỏ mất, bỏ quên thì chỉ có người đó, chứ đạo Phật không bao giờ quên. Trên cái chỗ đó mà thưa quý vị mới thấy rằng cái nước này đã bị tiêu, thế là cái giá trị của đạo Phật cái chỗ lại cho nó quý hơn tài Phật, nó quý hơn tài Phật. Mỗi quý vị bây giờ mà có tiền mà các vị bỏ ra, các vị mua công đức phước đức cũng không được rồi. Nói như vậy để cho các vị biết trân trọng cái chánh pháp Như Lai. Và tu hành chúng ta cũng đừng có ham đạt cái thần thông gì trên. Ví dụ như tôi khi từ khi tôi nghe các hòa thượng dạy đạo Phật cần cái chi thông, thì các hòa thượng nói cần cái giáo hóa thông, và tôi nắm bắt liền. Thần thông không đem lại một cái gì mà cứu cánh để thoát cho người ấy. Có khi đó là đem lại cho con người mù mờ, con người sân si, con người nghiệp trước nữa cơ. Nhưng mà cái giáo hóa thông
giáo hóa là Đức Phật dạy cho nó thông suốt rồi. Thì đây là cái thông đệ nhất trong các loại thông của nhà Phật. Thật ra các Phật tử, các tăng ni Phật tử nhớ điều đó mà mình cố gắng. Thì chúng ta thấy rõ cái chân lý, cái giáo lý đạo Phật đó là chân lý là gì đó. Nếu mà chúng ta không nhận ra được điều đó đó, thì tôi thật sự nghĩ là chúng ta còn xa dạng ngậm. Cái gì cứ nghĩ là đạo Phật để đi đến chùa để lại, chùa để tụng, nó có nhiều vị tội nghiệp quá nhiều nghĩa đó. Sao tôi có một đạo, tôi đến chùa tôi lại Phật rồi tôi cầu nguyện, tôi cầu tụng một kinh Phật rồi tôi tập rồi đủ lắm. Bởi vì suốt cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni không hề lại ai, thì cũng không hề tụng lời kinh nào. Kể từ khi có đạo Phật, và mấy trăm năm sau kể từ khi Phật giáo Đại Thừa phát triển, có mặt Phật giáo Đại Thừa, thì mới có vấn đề tụng kinh. Mà tụng kinh giả là minh Phật chi lý mà. Tụng kinh là để hiểu cái, làm cho trong sáng cái chân lý của Phật. Chứ không phải tụng kinh là để cho có phước hay có công đức gì hết. Không có công đức gì hết. Cho nên cái bài mà phúng kinh công đức thù thánh hạnh đó là cái bài chữ tổ, không biết tổ nào. Thật sự là tổ nào mình không biết, không cần biết, mà tôi nghĩ cũng dùng dòng tổ đâu đó. Cái sợ cái bài đó thật sự sợ lấy vũ khí Phật tử. Tụng chút xíu công đức nhiều hồi hướng, tụng một phúng kinh công đức thù thánh hạnh vô biên thánh phước giai hồi hướng, thật sự có công đức đâu mà hồi hướng. Nhiều khi mình tụng kinh xong rồi mình còn đổ mồ hôi hột, mình còn sân si nữa, thì không lẽ hồi đem cái sân si nó hồi nữa à? Cho nên tôi nói các vị là nhiều khi mình đi ngược hết cái lời Phật dạy. Tôi thấy hồi xưa tôi ở Việt Nam á, khi mỗi tháng hay là nhớ bao nhiêu á, đi họp cho hội, họp cho hội nguyện á. Mà hồi đó ông Hòa Thượng Chánh Đại Diện, hồi xưa còn là Chánh Đại Diện, bây giờ là Ban Trị Sự, là người khách sĩ, ông nắm hết đầu mấy ông thầy Bắc Tông. Rồi mấy thầy Bắc Tông từ đông, nhưng mà là dưới trước. Cho nên mỗi lần đi họp là cãi, hãy vừa niệm Phật xong ngồi xuống bắt đầu là đâu, ông mở miệng, ông tuyên bố lý do, xong rồi bắt đầu cãi cho tới tàn cuộc họp. Rồi cái cũng hồi hướng công đức. Mấy thầy hồi hướng kiểu gì vậy? Bị cãi cả một buổi họp là hồi hướng, là hồi hướng cái gì, lấy cái cãi nó hồi hướng cái sao. Cho nên cái trái tiêu là vậy đó, cãi cho đã là cái hồi hướng công đức. Thế là tôi nói sự thật, nó là sự thật. Ai mà ngon mà cãi qua cái nỗi cái lý luận này thì tôi xin thua. Nhưng mà cãi đúng à, nhưng mà sự thật nó đi mà sự thật. Cho nên mình hồi hướng thì khi nào cái tâm mình nó có an lành, nó có phước đức, nó có công đức thì mình mới muốn kinh công đức thù thắng hạnh chứ. Mình phải đọc kinh công đức này là nó cái hạnh thù thắng, mình mới đem cái vô biên này giai hồi hướng được. Thật ra các vị theo, cho nên mình nói một đàn mà rồi mình làm có khi nó không có vô đâu. Kiểu như là mình phát nguyện mà con nay phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, thân văn duyên giác nảy trí vừa thừa, chi dĩ Bồ Tát duy cầu tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, như đã có biết chúng sanh nhất thời lòng đắc A Nậu Đà La tâm hiểu tâm Bồ Đề. Mình nguyện con đó là con nay phát cái tâm này nè, nó không cầu phước báo nhân thiên, cái tới thân văn duyên giác nảy trí vừa thừa Bồ Tát nó cũng không cần nữa. Duy chỉ có một cái điều kiện mà hồi hướng cho tối thượng thừa để tất cả chúng sanh đều phát cái tâm A Nậu Đà La tâm hiểu tâm Bồ Đề,
anh nói ra tâm của tôi một đời là cái tâm chính đẳng chính giác, đó là cái lòng cao thượng nhất của con. Ngoài thứ ngoài cái đó ra con không cầu gì nữa, để rồi mình đọc rót rót mình không hiểu, không hiểu cái nội dung cái hồi cái mình tụng đã rồi mình cũng cầu à. Mới khi cầu tới mà cầu phước báo nhân thiên mình còn không cầu, cầu cho tới thân văn duyên giác cho tới quyền thừa bồ tát mình không cầu. Vậy mà một hồi mình cầu những cái nó rất là tầm thường. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nói là nó chương trình Phật học mình gọi là cội nguồn của Phật giáo thì tôi phải nói như vậy. Chứ còn ví dụ tăng ni và Phật tử cũng đừng bắt chước 100%. Bởi vì nói với tôi thì nó thật sự là phải trải qua một quá trình dài. Chứ cần nói vậy là bây giờ quý vị đi chùa tụng kinh xong rồi không có cầu nguyện gì trên, không có gì trên thì giống như là mình làm trên su vậy thôi, phải không? Thì cũng ít nhất cũng có cầu nguyện cho con thân khỏe tâm an để con bồ đề kiên cố, rồi ít nhất cũng có vậy. Cho nên cái chuyện tôi nói về lý là tôi phải nói như vậy, nhưng mà về sự là các vị vẫn cố gắng, bởi vì cái lòng thiết tha của mình, cái chân tâm, cái tâm chân thật của mình có khi nó tắc ứng cũng có. Tuy nhiên động viên để các vị cầu thì tôi không động viên, mà nói về lý thì phải nói như vậy, chứ đừng nói là thầy bác hết trơn vậy. Thầy tu gì, chúng tu gì, ghi được làm gì, không phải nói thì nói nhưng mà phải tụng kinh. Như tôi không có gọi bỏ tụng kinh đến các vị, mà các vị thấy nãy giờ tôi nói ra câu nào cũng kinh hết, nó nằm lòng ở trong cái não này nè. Thật sự ra các vị biết người tu á, nếu mà nó có cái quy nghi tới hành nó nhộn như vậy, giờ tôi đang ngồi vậy chứ là tôi hạ cái đó cho tôi xuống là cũng là nhờ cử tốt đưa người chúng sanh xuất sanh tự thể cụ chúng thiện pháp, là bắt đầu cái chân trái tôi đi nè, thấy không? Nó cũng là kinh á, vừa Phật cái thứ là nhờ cử tốt, dầu nó đau dù nó yếu đuối nhưng mà cũng nhật cử tốt trong tâm mình, nhớ các bạn là nhật cử tốt được vì chúng sanh xuất sanh tự hại cụ chúng thiện pháp, và tới bắt đầu về là khi dừng là cái giò phải tôi đã dừng đây rồi, để tôi viết một cái câu gì lần tôi viết câu gì đó nó mang cái kết quả an lạc thì cái giò phải tôi đã đứng trước rồi, đó là thiện pháp rồi. Hay là khi mà cầm cái ly nước uống về cái kia là cũng phải dòm, tuy rằng nó một niệm, nó một sát ra thôi, mà kinh ở trong đầu tôi đã hiện ra là và quá chức bác sĩ báo phả tứ sinh trùng nghiệp quốc trì sẽ chú như thật chúng sanh nhục rồi đó. Cho nên kinh nói với các vị pháp sư giảng sư, kinh của người ta là vậy. Mà bây giờ tại vì mình chưa có cái thời giờ để mình thuộc, mình thực tập thì bây giờ mình phải học. Cho nên ví dụ như ở khuya và các vị, tôi vừa nghe tiếng chuông thôi thì trong đầu tôi là một là hồng chuông thê khó bảo kệ của âm thượng thông thiên đường hạ trì địa phủ, còn không là hồng chuông gian vọng tiếng ban đầu địa ngục a tỳ tham tổng sâu thiên đường ngũ cảnh nhân quan khắp trước Phật mười phương còn cúi đầu, còn không nữa là văn chuông thân kêu pháp giới thiết quy quán tất dây văn văn trần thanh tịnh chính nguyên thông như thiết chúng sanh thành chánh giác, không nữa là văn chúng sanh phiền não sinh trí huệ trưởng bồ đề sanh đi địa ngục xuất quả khanh nguyện thành hoặc là chúng sanh, có nghĩa là cái về cái kinh của các vị pháp sư giảng sư thì nó không còn cái thiện bên ngoài, nó thể hiện ở trong cái xương tủy. Nhưng mà nếu không giảng kinh thuyết pháp thì phải có kinh, còn kinh hoặc có nghĩa là thượng khế kêu Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ là khế kinh. Kinh hoặc có nghĩa là thường là tuyến là khế, kinh hoặc có nghĩa là xuất sanh là hiển thị, là tuyền dũng là thằng hoặc là kiết ma đã vân vân, nghĩa là nó trong lòng nó đã nằm sẵn, nó đã hiển lộ từ bao lâu rồi, ngoại trừ khi nào mình bị vô minh nó tác động nó hoành hành, nó không có chánh niệm thì kinh nó bị lu mờ. Các vị hiểu chỗ đó, cho nên các vị đừng tưởng là thầy học tụng kinh có nghĩa là thầy quên hết tất cả.
một câu một kệ một niệm từ hỷ, một cái kinh nào câu nào đó mà tư duy quán chiếu mình sáng ra, mình nhận thức ra, thì cái đó là mình tụng kinh. Thì tôi nhắc nhở cái chuyện thành ra bây giờ các vị làm sao mà các vị để cái đầu này nè, nó có một cái đầu thôi mà mình bớt sự việc. Bởi vì thường thường có một cái đầu mà mình trăm công ngàn suy nghĩ ở trong này, trăm ngàn cái sự suy nghĩ mà chỉ có một cái đầu. Thì bây giờ người tứ Phật càng ở chỗ thầm lặng, càng ở chỗ chánh niệm là mình bớt đi cái sự suy nghĩ, mình bớt đi cái vọng niệm, mình để cho mình trở về cho cái chánh niệm hiện tiền. Mà chánh niệm hiện tiền đó không sao cả. Đây, thay vì mình vọng niệm nó cũng cái bàn này, nó cũng miếng gạch bông này, nó cũng cái ly này, nó cũng vân vân mọi vật như thế này, nhưng mà mình khi mình mất chánh niệm thì mọi thứ này mình nhìn nó khác. Khi mình có chánh niệm hiện tiền thì nó cũng à đây thôi. Cho nên người tu là mình trở về với cái chân tánh, hay trở về với cái cội nguồn, như là sáng tôi đang giảng mà giảng không được tại cái máy nó hư ra là chỗ đó đó. Trở về mà trở về đâu? Trở về cái chỗ mà mình đã xuất xứ ra đi. Mình trở về cái chỗ mình đã xuất xứ ra đi. Mà các vị biết cái chỗ mình xuất xứ ra đi, các vị học đạo lâu ngày rồi các vị biết ở đâu không? Một chỗ có chân không, chân không. Cái xuất xứ ra đi của mình là cái không. Để rồi lâu ngày, để rồi đủ yếu tố nhân duyên hòa hợp nó trở thành một cái có. Nó có một cái danh nào đó. Nó trở thành một cái có. Nó thật sự có cái gì? Nó có từ cái không. Vì Đạo Phật đặc biệt cái chỗ là lý bát nhã là sắc tức thì không tức thì sắc. Cho nên nhìn nếu như tinh thần lãnh đạo như tôi thì có khi tôi còn nghĩ cái này được cái kia mất, là tại vì mình kẹt là mình đang lãnh đạo. Nhưng mà nếu như mà người lãnh đạo khéo léo, lúc nào thấy cái được cái mất, nhưng mà lúc nào cũng phải trở về cái lý không của nó, để cho nó sáng cái đầu ra, nó thảnh thơi ra và giảng pháp mình hiểu rằng nó đã như thị, nó an bài hết rồi. Mình có muốn làm khác hơn cũng không được. Nó đã an bài, nó đã như vậy rồi. Hễ tôi nói câu gì, nhãn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, mùa xuân thì trăm hoa nó nở, mùa thu thì lá rụng, mùa đông thì băng giá, chớ hỏi vì sao và tại sao. Thế thì không hỏi được. Nhãn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, hai cái con nó cũng là rồi có cánh, nhưng mà một cái loài của nó là nó phải sống ở biển Bắc, một cái loài của nó là phải sống ở trời Nam. Giờ cái gì hoàn cảnh nào đó nó có thể dung hợp, nhưng mà rồi tới tháng ngày thì nhãn vẫn bay về biển Bắc mà én vẫn ở lại trời Nam. Hễ mùa xuân thì trăm hoa nó nở, mùa thu thì trăng vàng vặt sáng, chứ hỏi vì sao và tại sao thì học đạo thấy đã không? Đừng hỏi vì sao và tại sao, cứ sống với cái lý như thị của nó đi. Chứ bây giờ nếu hỏi đó hả, hỏi sao bây giờ hết một ngày rồi, ngồi mà hoàng hôn rồi lại hôn hoàng, đau khổ lắm. Biết là mỗi buổi chiều gọi là quan âm khả tức sát na bất trắc, có nghĩa là mỗi buổi chiều là bóng quan âm á, chứ quan âm có ri á, quan âm khả tức là cái bóng quan âm nó dần trôi qua, thì cái sát na này nè nó càng ngày nó càng bất trắc. Mình biết như vậy rồi mình cũng không tránh khỏi. Cho nên mình chỉ tiếc một chiều là tiếc khi nào? Tiếc khi nào một ngày nào đó mình chưa có học được cái gì an lạc trong đầu mình,
mình chưa có học được cái gì mới mẻ, cái trí tuệ trong đầu mình chưa có làm được gì để phụng sự cho người, đem niềm vui cho người, thì mình tiếc là tiếc như vậy đó. Chứ đừng có ai gọi là tiếc cái bóng chiều, là tiếc một ngày trôi qua tôi uổng quá, có tiếc cũng không được. Thế tôi bây giờ thật sự tôi đây là tiếc cái ngày mỗi ngày trôi qua, cái tôi trời ơi già già. Bây giờ thường thường có người sắp già nó sợ già lắm, cũng như người nào sắp chết mới biết sợ chết. Bây giờ ta đi khám bệnh, bác sĩ nó khen nó không sao đâu, bệnh này không nhiễm thuốc hết thì ta an tâm. Chứ nếu bác sĩ cho cái to đó thôi, chị ráng ăn gì ăn đi, 3 tháng nữa hay 6 tháng nữa thì ta bắt đầu mới sợ chết. Mà xưa tiền nhân ta đâu hề đi khám bác sĩ, vẫn có những bệnh ung thư vậy, bệnh cancer vậy, nhưng mà vì không có bác sĩ như bây giờ, dự đoán bao nhiêu tháng chết, cho nên cái cho thuốc về uống đại, cho nên điện mà người ta rất là hồn nhiên. Thật cứ uống thế thì là chết chết. Còn mình bây giờ mình cứ đi khám bệnh, cứ hỏi bác sĩ tôi có bệnh gì không, máu tôi có gì không, bắt đầu mình lo. Lo sợ nhất hai chữ ở Mỹ thì cancer, mà ở Việt Nam thì gì, ung thư. Nhưng mà đừng lo, bây giờ Mỹ nó có thuốc trị rồi. Cái vị nào mà ráng sống qua tới năm 2025 là khỏi sợ ung thư nữa. Cũng như trăm năm trước thời của Hàn Mặc Tử thì sợ chứng bệnh gì? Cùi. Là trước Hàn Mặc Tử thì sợ chứng bệnh gì? Phổi. Thấy không? Bây giờ là phổi, cùi, tim có hết rồi. Bây giờ chỉ sợ nhất là ung thư. Nhưng mà ráng thì cả tụi mình là di sức rồi. Di sức cao thuốc rồi. Nhưng chỉ sợ một điều là nó sẽ ra hết cái loại bệnh khác thôi. Phải không? Phải có bệnh khác. Cứ nó thay đổi. Thế vậy thì mình học đừng hỏi vì sao và tại sao. Thôi thì hồn nhiên đi. À, nói lại hết nữa bài học, và sau bây giờ trở lại bài học rồi nói rồi. Bây giờ tôi đụng rồi tôi phát cái cũng cái gì nữa. Bây giờ là học. Học tìm nguyên do từ đâu mình khổ. Đó là phải cái đặc biệt cái đó nghe. Hôm qua mình học cái tiếng khổ. Nhớ nghe, em không có ai quên tiếng khổ. Bây giờ tiếng khổ xong rồi nè. Nhớ đây là cái quả. Bây giờ mình phải tri cái nhân. Mình tri cái nhân nào mà ra cái quả này. Cái nhân nào mà đưa ra tới cái quả này đó, thì do tập. Chữ tập nó cho đủ là huân tập. Còn nghĩa là tích lũy hay tích trữ, nghĩa là nhóm chứa. Tập giờ đó cái quả để tri cái nhân. Bây giờ hồi nãy học cái bài học cũ á, là cái khổ nó nhắc lại có mấy khổ? Ba khổ, tám khổ. Ba khổ lớn, tám khổ nhỏ, cộng lên là mười mấy? 11 cái khổ. Nhưng mà tập nó coi mấy nha. Cái này ghi rồi phải không? Bây giờ tập coi mấy nha. Mấy nhân mà nó đưa ra 11 cái khổ kìa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, cái tập này này, nó không có phân biệt cái nhân này là nó tương quan, tương duyên với nhau. Tập thì bây giờ trước mắt đó, cái huân tập này thường thường chúng ta bị cái nhân ban đầu là huân tập gồm có sáu thứ gọi là sáu thứ căn bản. Sáu thứ căn bản của phiền não. Trước mắt là cái nhóm thứ nhất là sáu thứ, hồi nãy thay vì ba khổ
Thì bên đây người ta có 6 thứ căn bản lớn, căn bản về não đó. Thứ nhất, tham. Thứ hai, sân. Thứ ba, si. Thứ tư, mạng. Thứ năm, nghi. Thứ sáu, ác kiến. Hãy nhớ là lào vậy đó. Nhớ là lào vậy. Rồi mình nhớ cái này rồi các chị biết không? Khỏi ai ngạc, khỏi ai phỉnh phào mình được hết trơn á. Nguyên nhân mà các chị ngày nay bị đi chùa và bị người ta ngạc á, nói thẳng là tại vì các chị không học đạo. Rồi nếu các chị mà gặp thầy lành tận tốt và dạy đạo rõ ràng, không ai ngạc cái gì đó hết trơn. Đạo Phật đạo trí tuệ mà con Phật là bậc đỉnh cao trí tuệ, là con bậc tự giác mà mình bị người ta gạt là gạt sao? Rồi quay lại chửi bới ông Sùng. Ví dụ như bị thầy nào gạt cái là cái mình phiền não, chửi bới ông Sùng đó. Vừa hết cả đám là chùa ra chửi. Chửi ngu. Đạo Phật nói nè, bây giờ thứ nhất là tham. Tham cho nên nó khổ, phải không? Học nhân đưa tới quả mà. Phải tập cái nhân của tham mà đưa tới quả của khổ, đúng không? Rõ ràng không? Cái nhân của sân phải đưa tới quả khổ không? Cái nhân của si mê là của muội đó phải đưa tới quả. Không có trí tuệ phải khổ không? Cái nghi ngờ, cái nhân của nghi, cái mạng, ngã mạng phải đưa tới khổ không? Nhân của nghi ngờ đưa tới khổ, nhân của ác kiến là từ từ đó là sáu thứ lớn, sáu thứ gọi là cội gốc của phiền não. Đó là tập đế chắc chắn, đế là chắc chắn. Nó như vậy chứ không gì khác hơn được. Không có cái nào khác hơn ngoài sáu thứ này. Dù cho cái ông nào đó có muốn làm Phật thứ hai, không có giỏi là Phật, không muốn sửa cỡ gì sửa nữa, thì cũng giống như lập bậy tầm bạ, lộn lèo, chứ cũng không bao giờ mà qua được sáu cái thứ này của Phật đã nói rồi. Mà không phải của Phật Thích Ca mình nói, mà mười phương chư Như Lai đã nói. Chúng sanh khổ là vì chúng sanh quân tập những thứ này. Mà mình muốn gọi là quân tập nghe, chứ những cái thứ này nó không có ở trong ta. Nếu hiểu cho cùng thì tại là may mắn nó không có ở trong ta. Nó ở ngoài mà mình gom về, mình nuôi dưỡng, mình nhận giặc làm con, mình nhận phiền não lầm tâm của mình. Trời ơi, tâm tôi nó phừng phừng khi nghe cái người đã nói như vậy đó. Tâm nó tâm tôi à. Nhưng mà mình vẫn vỗ ngực tự hào rằng trời ơi, hồi nãy tao nghe cái con nhỏ đó, thấy cái mặt nó là cái tâm tao nó nổi lên phừng phừng. À sao tao thấy cái người đó tao tâm tao thấy nó nhẹ nhàng. Đâu đó là phải tâm tao. Cái tâm thiệt của tao đó là cái tâm bất an, cái tâm an. Cái tâm nó không có bị biến chất, nó không có bị cái gì nó cuốn lôi hết trơn á. Còn là nó cái tâm tao á, cũng có nghĩa là chữ tao này nó không phải là ta nữa, mà nó gọi là tao nhân mặt khác. Nó đi cùng đi khác. Sáng nay tôi đi ra tiệm vàng, tôi thấy có cái sợi dây nó đính viên kim cương. Cái ý của tôi muốn mua. Như vậy cái tham bắt nguồn từ con mắt. Những người đôi mù họ có tham không? Có.
Tức mà cái đó là họ tham cái sự sống là có. Chứ còn mà tham như con người sáng mắt, bây giờ ta có thấy đường đâu mà tham. Hỏi họ thì họ nuôi từ nhỏ, hỏi họ chứ cái kim cương là màu gì, họ nó có biết được cái màu gì. Hỏi họ bầu trời màu gì thì họ nói bầu trời màu đen. Bây giờ có thấy đường đâu mà họ nói màu gì khác. Hỏi trái đất màu gì cũng là màu đen. Cái gì họ cũng một màu đen. Thì như vậy, cái tham của họ nó dừng bớt rồi. Sao họ biết cái đó là đen? Mắt thấy đường đâu không đen cơ. Nhưng mà tình đó là có màu sắc cơ. Họ chỉ nói cho cái kiểu của họ thôi. Họ đâu có diễn tả được bởi vì họ chưa từng thấy cái màu xanh trong cái đời của họ thì đâu có nói màu nào khác hơn được. Họ nói chẳng là họ nghe lại à. Ví dụ nghe tình cờ nghe thấy trời xanh mây trắng, cái này nó hỏi thì thật anh thấy trời xanh màu gì, cái này tôi thấy trời xanh mây trắng, như là họ đã tự chấp nhận bằng lòng màu sáng mắt ở họ vẫn một màu đen. Ý sư cô hỏi là cái người mù bẩm sinh á là không có thấy màu đen bao giờ, tại sao mà họ biết họ nhìn thấy màu đen? Biết chứ, nó phải biết tối đen mà đen tối rồi còn gì nữa, biết chứ. Chưa nhận diện được màu sắc thì sao nó biết nó là màu đen? Họ không thấy được là nó màu đen rồi. Ý của họ là vậy. Cái đó mình không đi xa hơn. Có những cái từ nó đã cố định, nó đã như thị rồi, nó là cô cố tình cũng khuấy nó lên đấy. Khuấy nó lên cho nó trở thành nó biến chất, chứ thật sự nó như thị rồi. Mình đừng khuấy lên. Vạn pháp nó y nhiên của nó, y nhiên vàng nó lại là màu vàng. Nhưng bây giờ ta còn gọi là vàng trắng, thì vàng trắng là sao? Nhưng mà thật chất của nó, cái vàng là gọi là vàng, đúng không? Vàng trắng. Thì mình giờ vàng trắng cỡ nào nữa nó cũng không giá trị mà cái vàng thật là vàng. Cái vốn xưa đây nó là màu huỳnh, màu vàng mà, kim loại mà. Tất cả đều là vạn pháp, nó có cái tánh là y nhiên của nó. Mà mình đá động vô đó, thành ra nó gọi là biến thế thể chất. Nhớ chỗ này nè, các áo y nhiên của nó mà tự nhiên mình trọt hiện nó che vô, gọi là biến thế thể chất. Nhà vậy mà học sinh bên tờ nữa. Còn cái tự tánh của nó, tự tánh y tha. Duyên nhi sanh khởi. Cái tự tánh nó như vậy mà do cái mình biết cái sở chấp, cho nên mình làm cho nó thay đổi cái tự tánh của nó. Cái tự tánh của nó vốn là thanh tịnh, là vắng lặng. Cũng như người đuôi mù, họ chỉ biết cái cuộc đời của họ, cái thấy tất cả trước những cái nhãn quan của họ đấy chỉ là một màu đen. Tự tánh nó y nhiên là y tha như vậy, mà duyên nghi thanh khởi nó như vậy, mà do cái biến cái sở chấp, cho nên từ đó mà mình mới đau khổ. Thật ra bây giờ mình tu hành sao mình có gọi là biến cái sở chấp. Mình không làm gì khác hơn được cái biến, cho nên mình đừng có gọi là biến cái gì, giống như mình gọi là thiên biến vạn hóa, không làm khác hơn được. Nước á, mình chặt nó cũng liền lại. Vốn tự tánh của nó là như vậy rồi. Giờ mình có ngăn nó thì ngăn vậy thôi, chứ mà nó có cơ hội nó cũng liền lại. Thậm chí mình nghĩ mình có khả năng, cho nên mình đắp bê đê, mình ngăn thấy nó vỡ bê đê. Nó vỡ núi, nó xuyên thủng cả núi. Tự tánh nó mạnh như vậy đó. Nó mềm mà nó mạnh như vậy đó. Nó không vân xương mà nó chở con thuyền muôn học.
nếu cần có thể dìm chết một người như chơi trong tích tắc, không biết lỗi rớt xuống cái ầm, tích tắc một hai giây nó dìm chết người như chơi. Vậy mà nó đưa con thuyền hải lý xa xôi, kêu bằng bao nhiêu là trăm ngàn tấn, con thuyền muốn học được. Cho nên sức mạnh của cái tự tánh nó đơn giản vậy đó, mà mình làm khác cái này nó tự nó làm cho tan vỡ, làm cho đau khổ. Thí dụ như cái miễn chai miễn sạch, cái tự tánh nó vậy rồi mà mình lấy mình đập nó ra, đập nát nó ra rồi mình đi mình đạp tự động máu nó chảy. Thế còn nếu cái tự tánh nó miễn chai miễn sạch, nó đâu làm cho ai phải đứt da đứt tai. Như cái vấn đề này cũng vậy, mà nếu mà mình làm rớt xuống nó bể ra từng mảnh vụn, nó làm không biết bao nhiêu cái máu đổ, không biết bao nhiêu cái trầy xước. Còn tự tánh nó y tha như vậy, nó nằm yên như vậy, mình để được như vậy, tất cả đều do biết cái sự chấp. Mà do biết cái sự chấp là thật sự ra do con người cái mạng này. Chứ còn cái tham sân si là nó chưa đến nỗi bắt đầu tới chứng mạng. Mình nghĩ mình có thể thay đổi được, giang sơn hồi đó ai làm chủ, để khách quan hà dạ ngẩn ngơ, giang sơn mình không ai làm chủ được. Cho nên người nào làm chủ được, người đó chưa hề làm chủ. Còn người tu của mình là nếu người tu mà thật sự tu tập thiệt á thì làm chủ hết tất cả, làm chủ vạn pháp. Còn người làm chủ bất cứ một cái gì đó thì chưa hề làm chủ. Nói theo cái lý Bát Nhã thì người tu có cái gì đâu mà không làm chủ. Đất sông núi liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả đều là hạnh phúc, đều là tự tại hết thì là chủ hết. Có nghĩa là chủ đó là chủ các pháp, làm chủ sự sanh diệt của các pháp, làm chủ sự sanh già là bệnh chết của bản thân, làm chủ sự sanh trụ hoại diệt của vũ trụ này. Cho nên thường thường hòa thượng có kể là có một nhà vua, ông này vốn có bản tính hiền từ và có cái chủng tử bồ đề nhiều kiếp, cho nên có một vị thiền sư họ đi lang thang, thấy tướng nhà vua này thì họ nghĩ họ đổi cho nhà vua này để đi tu. Cho nên tối hôm đó ông thiền khách này thường sư là mới leo lên cái máy triều đình, đi rộp rộp trên đó. Nhà vua đang ngủ giật mình, nói ai? Ông nói tôi. Ai mà tôi? Chỉ nghe tiếng là chưa phải hình. Sáng lại thì vị vua mới nói rằng tối qua trẫm ngủ mà thấy ai đi trên nóc nhà của trẫm, nghe tiếng rột rạc, trẫm hỏi ai với tôi, và trẫm mới hỏi chứ tôi làm gì? Thế tôi đi tìm con lừa. Thì nhà vua nói lừa nào mà leo lên mấy nhà mà ông đi tìm. Cái này là cái đó hỏi rất hay nè, tôi có gì suy nghĩ. Cho nên ông vua nói giờ ra lệnh thành các quan qua đi tìm cho được cái ông tối qua. Các quan nói thưa bệ hạ, nếu như bệ hạ mà thấy cái thằng đó nó mặt tròn mặt béo, nó cao nó thấp, hay là nó nam hay nữ, hay là nó đen hay trắng thì hạ thầy còn tìm được. Còn bệ hạ diễn tả, bệ hạ chỉ nói là hỏi ai đó, nó nói tôi không một cái tiếng. Mà bệ hạ nghe cái thằng cũng không nghe thì biết tiếng ai mà thằng biết tìm. Các vị nên nhớ, các vị có thể
các chị có thể diễn tả được một con người khi các chị nhận thấy được cái hình dáng người đó, chứ các chị không thể diễn tả được cái lời, cái giọng nói của con người. Thế thì giống như đi vào công mà đi biểu đi tìm cái lạc mạo phong vậy đó. Thì ông trên con đường đó bắt gió xong rồi bắt nữa, lạc mạo phong là gió làm rất mạo mà. Thế thì nhà vua đang lâm triều thì có hai ông giữ cổng la lối ông dùng, nói có ông thiền sư, ông có ông thầy tu, ông xin vào mướn nhà trọ, xin vào mướn nhà trọ. Thì mấy ông quan từ quan lớn cho tới quan nhỏ đều là cha nó cho tu đi nè, cho là cha tu nhà điên tu thỉnh, ai ngờ tu đi cái triều đình mà để mướn là mướn nhà trọ. Nhưng mà thật sự ai tỉnh ai đi, nếu xin thì cùng xét cái thật ai tỉnh ai là đi, ai là người tỉnh ai là người đi. Chỗ này nè mà nó lấy cái dữ lắm á, tại người đời họ luôn luôn phải nghĩ là họ người tỉnh không, người tu mà nói sơ hở là như người điên hết, thì cái triều đình đâu mà đi mướn nhà trọ. Thì ông vua này là cái vốn bản chất thông minh, ông nói ông sùng quá cho ông thầy nó vô đi. Thì cả triều đình đã ghét là sao nhà vua bữa nay hết chuyện tiếp tàu tiếp giang mài, thầy tu mà đang mài hồi xưa là tu làm khác mà dơ dái bẩn thỉu thôi ha. Nhà vua hỏi đi, nhà ngươi vào trong này để làm gì? Nói dạ tôi đi mướn nhà trọ, mướn phòng trọ. Thì vua hỏi ông biết ở đây là cái gì không? Nói dạ tôi chỉ biết đi mướn phòng trọ thôi. Vô đến đây là triều đình, ta là vua đây, ta đang ngồi trên ngai vàng ngự trị, ta đang họp bàn thế sự, ta đang lâm triều đây. Thì ông thì khác nói ồ vậy à, vì sao mấy chục năm trước lão tăng tới đây cũng gặp một ông ngồi y như vua vậy đó, cũng nói ta là vua, ta đang lâm triều, đấy là triều đình. Rồi 20 năm sau ta cũng tình cờ đi ngang đây, ta đi tìm ông đó, ta không thấy nữa, gặp một ông khác cũng ngồi đó, ta là triều đình, ta là vua đây. Rồi bây giờ gặp tới bệ hạ cũng ta là vua đây, thì cái nào là vua? Thì ông vua đây, cái ông mà ông thấy 40 năm trước đó là ông nội ta, rồi xa xa 20 năm đó là cha ta, rồi bây giờ là ta đều là vua. Ông nói bệ hạ đó sai, nếu là triều đình, nếu là vua thì phải ngồi hoài trên nghe vàng chứ. Thật sự đây là phòng trọ, đây là quán trọ. Vua cũng nhận ra liền, ồ đây là quán trọ trên nghe, ông là đất chủ, quán trọ trên nghe, đâu có gì bền chắc đâu. Thế thì người đời thì họ cho đó là bền chắc, thì họ mê mà họ ngỡ rằng họ đã tỉnh. Người tu tỉnh nhưng mà họ cho là mê là vậy đó. Thành ra tu riết là điên. Tu riết là điên vậy đó. Mà điên là tỉnh đấy. Nhưng là mình bắt trước thì điên rồi mấy bà kể vườn chạy vòng vòng mà. Điên mà điên tỉnh đó là nên điên. Còn điên mà giả cùng cùng đã chết điên thiệt, coi chừng chú nó muốn chết. Đó, cho nên thấy của ông thiền sư này muốn độ ông vua này, muốn độ ông vua này, tại vua này có cái chủng hạt cái bồ đề rồi. Thế thì nhà vua này phòng trọ, thì sao vũ lâm triều đó, nhà vua mới suy nghĩ ông này nó trúng quá đi chứ, nó trúng quá cho nên thật sự rồi tương lai ta cũng phải đi. Ông nội ta ngự trị 20 năm rồi tới cha ta 20 năm rồi tới ta nữa, rồi tới con ta rồi cháu ta cũng vậy thôi. Nó trở trần gian chi bằng ta đi tìm cái gì nó khác lạ hơn. Thế thì nhà vua ngày hôm sau họp cả triều đình,
giao nghe vàng lại về quải chiếc nốt, lên đường lang thang tìm một thiền sư đó để đầu quân để mà xin làm cái xuất gia, buông bỏ hết, không nhận gì của đời đình hết. Câu chuyện nó còn dài lắm, nhưng mà ý của tôi muốn nói tới đây thôi. Có nghĩa là cái người có cái chủng tử bồ đề, có cái hạt giống bồ đề đó, thì đủ duyên cái rai cái nó rụng rồi. Còn mà không phải cái bồ đề có nói khô nước miếng, cái nói hết kinh điển đó, kể nào nói chứ họ đâu có nhận ra trần gian này là quán trọ. Trần gian nó đẹp, muốn mà muốn dễ chứ. Ta ra là vua, ta có kẻ hầu người hạ, ta có cung phi mỹ nữ, ta có đền đài điện ngọc, ta có đen vàng, ta có nóng, có người quạt, còn lạnh có người sưởi ấm, ta làm sao bỏ được. Vì vậy mà ta lẫn quẩn trong dòng mạng nghi ác kiến, ta khổ. Cho nên lẽ đó mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni phải thị hiện xuống, xuống là một vị hoàng thái tử đầy đủ phước báo như vậy, đó là sanh thân quốc độ như vậy, để rồi buông bỏ tất cả ra đi mới thành tựu bậc đại giác Thế Tôn. Nên vượt khỏi cái nhân quả khổ của khổ tập này. Thì bây giờ học sáu thứ đó cho nó nhớ là sáu thứ cội nguồn, cội gốc để sản sinh ra mọi cái thứ khổ trên trần gian này là sáu cái này. Lớn nhất, tham sân si mạng nghi ác kiến. Rồi tham nó có tham tài, tham nhất sắc, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì. Nó có tham dục, nó có dâm dục, nó có thực dục. Rồi sanh nó có phẫn hận của nó, thực sắc vân vân. Rồi si, như thế nào. Mạng nó có ngã mạng, quá mạng, tư liệt mạng, tăng thượng mạng. Rồi nghi, nó có mấy thứ nghi. Rồi ác kiến, nó có thân kiến, vi kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, trong thủ kiến. Vì đó là kiến thủ kiến thì đó là năm thứ. Từ sau thế này, sáu thứ cội gốc này nó mới túa là nó sanh ra nhánh lá trầu tượng, nó có 20 thứ nhánh lá trầu tượng, rồi có phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tạm vô quý điều cử ông trầm ghê đại thất niệm phóng vật bất chánh tri tán loạn, nó ra 20 thứ gọi là chi mạc phiền não. Cho nên nó phủ văng hết, nó phủ đầy hết, để nó chờ cái hội lúc nào mà tâm thức của ta mà nó bất an mà nó nhảy vào, nó trợ lực để cho ta gợn sống, gọi là phiền não. Phiền thì nhiễu loạn, có phiền thì nhiễu hại, não loạn hữu tình, thị danh phiền não. Khi nào các vị biết mình phiền là khi mà mình thấy mình cái tâm thức mình nó khó chịu, nó khó chịu rồi cái mình bất bình một điều gì đó, mình bất ổn điều gì đó, cái mình khó chịu, rồi mình đem cái khó chịu đó cái mình nó móc nó quéo, mình nói cao nó thấp, mình nó bị nó xử, mình nói những cái điều để cho mình cho thể hiện cái bản ngã của mình, thì đó gọi là phiền, nó nhiễu hại, não loạn hữu tình. Lúc đó cái là tình thức mình á, nó lăn sang, nó lộn xộn, nó thương, nó ghét, nó phải, nó quấy, nó thay, nó sơ đó, như vậy gọi là phiền não. Học tình chữ như vậy đó, hết về chưa? Không hết dài, thế không cài không chiều, không chút thôi. Còn nữa, nói dài dài nữa, nên giới thiệu cho sơ vậy thôi, thấy không?
học đạo vậy đâu, học học gì đâu không à. Đó, vậy, tôi đâu có bài vở gì đâu. Biết tới đâu nói tới đó. Cái này nó ăn sâu vào tỷ giờ xương cốt rồi đó. Đó vậy đó, như sao là từ từ học tiếp. Rồi học tiếp cũng được, mà không cần cũng được, như đó cũng tạm đủ rồi đó. Tạm đủ hai cái chữ, cái danh từ đâu mà có cái quả khổ rồi, thấy không? Như vậy thì mấy cái này các vị khẳng định với tôi một điều là sáu thứ này hay là 20 thứ tôi vừa nói qua đó, nó hoàn toàn nó không ở trong cái hợp thể của vững này. Nó bên ngoài. Hợp thể của vững này không hề có những cái loại thứ đó. Giống như vì lẽ đó mà có ông sư, nó nữa, nó móc ra. Ông sư ông nói với ông thầy đó là ngũ quẩn, tức ngũ quẩn tức niết bàn gì đó. Ông chê bắt tông này nó là ngũ quẩn niết bàn, ông nói ngũ quẩn không có niết bàn, sắc tọa thưởng hành thức này niết bàn chỗ nào thì coi cái nào cũng trúng hết trơn. Tại sư ngu sư thấy nó sai. Còn cái người trí tôi thấy nó trúng. Mà bây giờ mình ngu mình nói nó sai, người khác ta nói nó trúng là sao? Trong hợp thể ngũ quẩn này thật chất nó không hề có những thứ tham sân si mạng nghi và ác kiến, nhưng trong hợp thể ngũ quẩn này nó có cái thứ rỗng rang thanh tịnh và niết bàn được hết chứ. Sao sư ngu mà sư muốn ta cái ngu giống sư vậy? Bởi cho nên cái đám xà rong, cái đám mà năm tiền nó là cái thứ manh nha bậy chủng là vậy đó. Có những cái loại nó khôn vô cùng, có những loại nó ngu còn hơn thằng ngục. Tôi chửi thẳng mấy xà rong rồi nó đem đẻ quánh tôi cũng được. Nó tu thì cũng kỹ lưỡng thiệt đó, mình cũng phục, ăn ngày bữa rồi ngon lành á. Nhưng mà có những cái nó ngục hơn cả thứ ngục. Nói mà tôi nghe, nói mà nói chuyện ngu mà lo cho ta ngu theo. Nó trong một thêm ngu thì chỗ nào niết bàn chỉ coi thì đúng, nó không có chỗ nào có niết bàn hết á. Nhưng mà phân tích cầu thầy của quẩn này nó rỗng ra, nó thanh tịnh, nó vắng lặng, nó hợp, gọi là hợp thể. Nó hợp lại thì trẻ nó ra nó có gì đâu mà không có niết bàn. Bởi niết bàn ở chỗ nào nó trống vắng, nó thanh tịnh, nó không có cái điểm ô là nó có niết bàn. Thì tại sao sư ngu mà sư muốn người ta ngu cùng là sao? Hiểu không? Còn bây giờ tôi nói gì là ai ngon cãi đi. Trong hợp thể của quẩn nó không có những thứ này. Thế nào cũng có người nói vậy, thầy nói vậy, thầy bảo thủ ý, thầy nói thầy ngu mà. Thầy cũng muốn thầy ngu cùng, nhưng mà tôi khẳng định tôi không ngu á. Bởi vì trong sao thủy cuộc này không có tham sân si mạng nghi giả kiến. Nó có khi nào cái ma này nè, cái tâm thức này nó động, nó mới có tham sân si mạng nghi giả kiến, cái gì hiểu không, đúng không? Cho nên ai ngon nó tôi ngu, tôi cảm ơn. Mà lại đây cãi với tôi lý luận chắc nịch như vậy không cãi được đó, chứ đừng có tưởng. Còn mà nói trong một thầy ngũ quẩn này không có niết bàn, tôi không chịu. Có niết bàn. Để ngu cho tôi thấy nó không chứ nó có. Bởi vì nó có thật ở đâu mà không có niết bàn. Một khi một thực này nó chết rồi. Rồi thí dụ như tôi hiến xác thì nó lấy gì được lấy, còn nó cũng trả xác lại rồi đó. Nó thiêu lên rồi lấy cái tro thổi. Hỏi cái gì động thiên tài, cái gì động thiên tài, có gì hiện tại đâu còn có niết bàn. Niết là không, bàn là vắng lặng, không có là trở về với trạng thái vắng lặng, trở về thể tánh không, đó là niết bàn, là còn gì nữa không còn. Nhưng mà ngược lại trong thời buổi này tôi nói không có tham sân si mạng nghi. Chỉ trừ là khi nào hợp thể của quẩn này nó gom, nó tích trữ đầy đủ, nó có cộng theo cái tâm thức này. Cái tâm thức này nó khởi, nhưng mà tôi đố các vị, thằng điên nó có khởi tâm thức không? Tôi không. Điên nó bệnh mental như vậy thì nó khởi tâm thức cái gì? Nó không tham được. Chỉ có cái là cái đặc tính cái y tha duyên như sanh khởi đó, nó biết là bây giờ cần có cái tài này nè, đi mua cái cục sôi nó ăn là đủ rồi, nó chỉ tham như đó thôi.
và nó biết được, có thể nó phát triển ra, có được biết cái tài 5 đô nó mua được cục xôi, mà 1 đô nó mua không được thì nó đòi hỏi nó, ai cho không phải lấy tờ nào thì nó lấy cái tờ giấy nó đã dán ở trong tâm thức nó chút nào đó rồi. Chứ còn mà nếu nó tham như con người bình thường nó tham được. Vì vậy mà cũng thường hay nói giữ giới cũng vậy. Như tôi nói là các vị như cô Liên mà đi làm ở ngoài vườn á, mà nếu tình cờ có một cái hang con chuột, mà con chuột nó khao củ khoai đâu đó, nó tha về tới miệng hang rồi, mà mình đào đá cái tình cờ mình thấy củ khoai trong cái miệng hang chuột, mình lấy cho mình nướng mình ăn, mà mình ăn cắp của con chuột mang tội. Nhưng nếu tình cờ làm ở trong bụi lùm cây kia nó có ổ chim, và trong ổ chim nó có một sợi dây vàng 24, mình quá khọt tay lấy sợi dây vàng 24 bỏ túi đem vô cắt để dành để mai mốt có đi chợ bán, nó ra cả ngàn đô la, vậy mà không hề có tội lỗi gì. Tại sao? Tại vì cái củ khoai kia là sự sống của con chuột, nó biết đây là sự sống của nó, nó cố nó bỏ công bỏ sức, nó gặm nó cách nào nó tha về tới ăn nó cho mẹ con nó ăn, mà mình đi đọt lấy cái phần ăn của nó, sự sống của nó, thì như vậy mình phạm giới ăn cắp của con chuột. Còn con chim kia nó không biết gì trên á, tại vì nó thấy cái sợi dây vàng vàng ở đâu đó, nó thấy nó tưởng là sợi dây, nó tha thì nó quấy cái tổ thôi, nó không hề ăn được, nó không hề bán được, nó không hề giao dịch được, nó chỉ biết đó là sợi dây là tới đó thôi. Thì bây giờ mình là con người, mình biết đây là sợi dây vàng nữ trang 4 số 9, mình có thể mình lấy đó mình phương tiện mình đi bán, mình làm mọi phương tiện sự sống của mình, vậy mà nó không có tội. Mà thay vì một sợi dây vàng giá trị cả ngàn đô la với một cái củ khoai giá trị khoảng 1 đô la, vậy mà 1 đô la này nó hình thành nên tội, hiểu không? Đạo Phật trí tuệ là chỗ đó. Thôi nghĩ mà ra. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vô lượng thệ